Hay. Hay quá. Sung à. Thở đi. Ừ. Thở đi, ta biết mà, phải thở. Nói gì liền được mà nói. Quá trời. Lấy nhạc của Bruno Mars mà nhảy Michael Jackson ha. Dạ. Yeah. Okay. Tại vì em đã từng được xem anh Trấn Thành nhảy Michael, anh Trường Giang nhảy Michael, cũng như anh Huy cũng nhảy Michael rồi. Hôm nay muốn nhảy Michael, bốn đứa mình cùng nhảy Michael. Thôi, ông là Michael thì tôi là Mai Rùa thôi. Nhảy thì ghê lắm, nhảy cho vui thì được. Dạ. Tên là gì nè? Dạ, em tên là Huy, Phan Thành Huy. Em đi nhảy thì nghệ danh của em là Michael Huy. Mưa dạo này mưa quá, ế xô là chưa biết làm gì. Nhưng mà bà dì em mới nói là nếu mà mày thi cái này không được gì á thì về phụ bán bánh mì. Dạ em thi em lấy vốn mày mở đại lý bánh mì. Hy vọng là không về bán mì sớm nghe. Được lấy miếng vốn về cũng đỡ đúng không? Ra nhảy ra thấy thiện cảm rồi đó. Thở quá. Em thì là một dancer cũng như là mình học mấy cái thể loại rồi gì á. Thì tới với cuộc thi này em muốn đem mỗi cái vòng thi là một cái màu sắc. Không, bây giờ cái màu đầu tiên phải cười trước đã. Cái màu đầu tiên á, màu dầm đầu tiên là phải cười trước nha. Đòi hỏi là anh Giang với anh Thành á, phải tin em. Tin chứ. Phải tin nó cười nha. Tin à. Dạ. Nếu mà qua được vòng 1 thì vòng 2, vòng 3, mỗi vòng em có một món quà tặng cho anh Thành và anh Giang. Ừ, tôi cũng muốn có quà đó. Tôi không cần quà, tôi chỉ cần mắc cười thôi. Tôi để ý chương trình này Ngô Kiến Huy là cái người yêu trong mộng của nhiều người lắm nha. Nào, mình đỡ mệt chưa ạ? Thời gian 60 giây bắt đầu. Hết thời gian. Trời đất ơi, uống xỉu. Cái này á, thật ra là bạn có ý tưởng, nhưng mà bạn làm cái gương mặt bạn không đủ biểu cảm, nhịp nhạc cũng không có. Rồi ai mà ra mà kéo người ra đạp mình dữ vậy mà không có cần phải cởi quần ra. Bây giờ bạn phải làm một cái thủ thuật nào đó. Bây giờ có ai cho tôi mượn một cái áo được không? Bây giờ em, anh là nhạc trưởng, em là người trợ lý đứng kế bên dàn nhạc của anh. Khi anh biểu trái là em nói trái cho nên em phủi ngay phần này mà nha, em phủi nha. Rồi. Đó, thí dụ nè, nhạc lên nè, em là trợ lý nè. Ngược lại, trái kìa, trái kìa, trái nè, trái nè, giặt trái nè, trái, đừng có làm vậy, làm đi như vậy, trái nè, đó. Một chỗ thôi là cười, thôi hẹn gặp lại buổi sau nha.